Tập 1. Cuộc thi lần này tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đấu võ tự do. Mỗi hiệp 5 phút, 5 hiệp quy chế trừ 10 điểm. Chuẩn bị bắt đầu. Mời nhân viên hai đội rời trường đấu. Tuyệt lắm, quay người một cái, dụ dỗ đối phương sau một cú đấu mạnh, sau đó đấm móc thần tốc, đánh trúng yên hàm dưới của đối phương. Chúng ta nhìn lại hai bước vừa rồi, phải nói là mê hồn, đối phương chưa kịp phản ứng, đã bị đánh ngục dưới đất. Chúng ta xem, trước tiên là cú né bước sang bên, cuối người xông tới, một cú xoay người, một quyền khâu. Thứ nặc thợ săn đầu người theo bậc thầy đầu tư nổi tiếng Wong, mấy năm nay liên tục mua lượng lớn cổ phần của doanh nghiệp thua lỗ, thủ đoạn cao tay chí mạng, tác phong tàn nhẫn quyết đoán, duy trì xác suất đầu tư thành công 100%. Một tuần trước, sau khi dòng vốn của công ty truyền thông Hoa Ca bị đứt quãng, Hứa Nặc đã mua lại giá cao cổ phần của Hoa Ca, trở thành cổ đông lớn thứ hai công ty. Có người trong cuộc nói điều này có nghĩa là mọi công ty trên dưới Hoa Ca sẽ đối diện với một màn tráo bài tàn khốc, một doanh nghiệp thua lỗ sẽ bị giải thể vô tình. Doanh nghiệp thua lỗ, giải thể vô tình. Kiến nghị tái cơ cấu vượt qua quyền hạn cổ đông, dùng tư thái của một chủ nhân bố trí công ty Hoa Ca, thách thức quyền của chủ tịch hiện tại của công ty Hoa Ca Ngô Đông Đức. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng đến với cuộc thi trận bán kết võ tự do đỉnh cao Đông Phương. Kỳ này cuộc thi sẽ do đội Cuồng Hổ giữ vị trí đầu đối với đội Phi Long thực lực hùng mạnh. Lý Văn Trúc của đội Cuồng Hổ được tôn là nữ thần giới đấu vật, là quá thân của ngoại hình và thực lực, vẫn luôn là tuyển thủ có lượng fan hâm mộ lớn nhất cuộc thi. Trận này có thể lọt vào vòng sau hay không, chúng ta hãy cùng đón xem. Cố lên Dương Trúc, giành quán quân nhé, nhất định phải để ý chiêu thức của đối phương. Ba, Tư Nghị. Ba, Dương Trúc, hai người xem bản tin chưa? Bản tin nào? Hoa Ca có một chủ tịch mới đến, nói anh ta tàn nhẫn vô tình, để giải thể hết tất cả công ty con không kiếm được tiền. Chúng ta đã bao nhiêu năm không kiếm được tiền rồi, chắc chắn anh ta sẽ ra tay với chúng ta trước. Bản tin cái gì? Dương Trúc sắp lên sân rồi, con đừng có phá nữa. Nhưng mà... Được rồi, chuẩn bị lên đi. Cố lên. Không còn cổng cỏ. Không phải, nhưng mà mọi người nghe không hiểu sao? Có thể Cuồng Hổ sẽ bị giải tán đó. Mau Tứ Nghị, Cuồng Hổ xuất chinh. Không còn cổng cỏ. Hôm nay lịch trình thế nào? Câu lạc bộ Cuồng Hổ có cuộc thi đấu vật rất hay. Đấu vật bạo lực có gì đáng xem? Tin tôi đi, hay thực sự đấy. Cố lên. Hay chỗ nào? Cố lên. Người thực sự rất đẹp. Dáng người đó anh thực sự. Anh thực sự nên đi xem. Câu lạc bộ thể thao duy nhất dưới trướng Hoàng Ca, nó tồn tại suốt bao năm nhất định phải có ý nghĩa. Vậy ý nghĩa của nó là gì? Anh nên đi xem thử. Cố lên. Cố lên. Một thứ không có giá trị như nó. Tôi không hiểu tại sao Hoàng Ca phải nuôi nó bao nhiêu năm. Dân Trúc. Cố lên Dân Trúc. Đứng lên. Cố lên Dân Trúc. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Hết 3 phút. Quả nhiên là bạo lực vô nghĩa. Cố lên. Cố lên. Dân Trúc, chú ý tay, chú ý bảo vệ. Dưới chân Dân Trúc. Chú ý bảo vệ Dân Trúc. Tôi còn phải đi làm, đi trước đây. Sao tôi có cảm giác cô ấy sắp thua vậy? Mặc dù đối thủ rất mạnh, nhưng Dân Trúc đã thăm dò được lối đi, bắt đầu thay đổi cách đánh rồi. Không chỉ không đánh qua, còn thu tay nhanh chóng, tiện cho phòng thủ. Cục diện sắp thay đổi rồi, đi đây. Con đi đây ba. Dân Trúc. Cẩn thận.
Cảm ơn. Sếp à, anh làm sao vậy? Đứng lên đi. Anh không sao chứ? Không sao. Sao lại có máu? Anh bị thương à? Anh không phải cái người, là cái anh chủ tịch Hứa gì đó. Chú Công Tính, ra xe lấy cái áo sơ mi khác cho tôi. Vào toilet tìm tôi sao? Dân. Chào anh sếp Hứa. Sếp Hứa làm quen một chút đi. Tôi tên là Khả Tư Nghị. Khả Tư Nghị trong Bất Khả Tư Nghị. Anh định đi vệ sinh à? Tôi đi với anh. Tôi hay đến đây xem thi đấu. Tôi thông thạo chỗ này lắm. Không cần đâu. Tôi nói anh nghe, câu lạc bộ Cuồng Hổ này thực sự rất tốt. Đội viên rất nỗ lực. Tinh thần của họ, lòng nhiệt tình của họ, sự cổ vũ đối với khán giả đều thực sự rất tuyệt. Có phải anh thích lắm không? Nhà vệ sinh nam, cô cũng định vào sao? Cậu ra ngoài trước đi. Dân. Sếp Hứa. Sếp Hứa à, anh vẫn chưa. Được, vậy tôi đứng đây nói với anh luôn. Câu lạc bộ Cuồng Hổ là chỗ dựa tinh thần của rất nhiều người. Các tuyển thủ, huấn luyện viên và cả khán giả như tôi, chúng tôi đều rất thích nơi này. Nơi này cũng có thể cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh. Nếu sau này anh hay đến, thì tôi chắc chắn là anh cũng sẽ rất thích chỗ này. Tôi rất ngưỡng mộ lòng nhiệt tình của cô. Như câu lạc bộ thể thao tồi tàn thế này có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi cho cô biết, mỗi câu lạc bộ tồn tại buộc phải có giá trị thương nghiệp, có hiểu không? Thế nào là câu lạc bộ tồi tàn chứ? Tôi vừa cứu anh đấy, sao anh có thể máu lạnh như vậy? Có tiền thì ghê lắm sao? Chẳng phải cái biển quảng cáo ghẻ kia vẫn đập vào anh sao? Sao anh không biết ơn chứ? Lấy quán báo ơn. Vì cứu anh mà tôi còn bị thương đấy. Lấy quán trả ơn, anh sẽ bị xui to cho mà coi. Đã nói là vô nghĩa rồi, cậu còn đưa tôi đến xem. Quả nhiên cái nơi tràn trề bạo lực là không thể nào có người tốt. Cô gái đó cứu anh thật mà. Nội trong 3 ngày thu hồi câu lạc bộ, giải tán Cuồng Hổ. Gấp vậy tại sao? Chủ tịch Ngô Lức Sinh thời đã ký hiệp nghị trao quyền sở hữu tài sản với Lý Đạt. Từ ngày ký kết trong vòng 15 năm, nếu Lý Đạt vẫn dậy ở Cuồng Hổ, thì câu lạc bộ Cuồng Hổ sẽ do sản nghiệp của Hòa Ca chuyển thành tài sản riêng của ông ấy. 3 ngày sau vừa tròn 15 năm, thỏa thuận này tại sao tôi lại không biết? Vậy nên cậu thấy may gì tôi biết, nếu không 3 ngày sau cậu sẽ thất nghiệp, quyền sở hữu tài sản có thể thu hồi. Nhưng cậu cân nhắc đến đội võ tự do đi, nuôi một tớp tuyển thủ mỹ nữ võ tự do như vậy chẳng tốn bao nhiêu tiền. Thứ nhất, tôi không thích bạo lực. Thứ hai, kể cả là mỹ nữ, không thể kiếm tiền cho tôi, tại sao tôi phải nuôi họ? Thứ ba, giá trị cốt lõi của tuyển thủ võ tự do nằm ở quyền cước. Khi vẻ ngoài và dáng người của họ trở thành điểm thu hút, sẽ có ai tiêu phí vì năng lực nghiệp vụ của họ chứ? Vậy nên họ không có chút giá trị nào đối với tôi. Còn có thứ tư, cậu nhận phí luật sư cao như vậy từ tôi. Muốn ngắm gái đẹp tự tiêu tiền của mình đi, đừng có tính vào phần tôi. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, chẳng có chút tình người nào.
Sở dĩ tôi mua quà ca chủ yếu là nhìn trúng giá trị của nó. Tôi tin chỉ cần điều chỉnh kết cấu sản nghiệp quà ca thì có thể khiến lợi ích của tất cả cổ đông đạt tới mức cao nhất. Đây chính là mục đích ban đầu của tôi. Chính là anh ta, ác ma máu lạnh. Chú Lý, Tư Nghị, mọi người có nhà không? Anh Chi Kiều, Dân Trúc, anh Chi Kiều, anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Vậy anh có ăn thêm không? Không cần, anh có việc. Chú Lý, 15 năm trước có phải chú và tổng giám đốc Ngô đã ký một phương án nguyên tắc gì đó không? Tôi nhắc nhở cậu một lần nữa, trong vòng 3 ngày, nếu như không kết thúc kế sinh nhai của huấn luyện viên Lý Đạt, thỏa thuận tặng trung tâm thể dục Cuồng Hổ, ba của anh ký kết với ông ta trước kia sẽ có hiệu lực. Đến khi đó mảnh đất trồng ở trung tâm thể dục thực sự sẽ mất trắng. Tài sản của nhà chúng tôi tự mình quyết định. Nhưng bây giờ sản nghiệp đó cũng là một phần của tôi. Tôi chỉ muốn giữ một phần của mình. Nếu như anh không làm tốt, đến khi đó đừng trách tôi ra tay. Cái này thực sự có ích sao? Có. Bây giờ Hứa Đạt vẫn chưa là chủ tịch, anh ta chưa có quyền quyết định. Vậy nên bản hợp đồng này là lá bùa hộ mệnh của Cuồng Hổ. Sau 3 ngày, nếu như chú Lý vẫn là huấn luyện viên của Cuồng Hổ, vậy thì bản hợp đồng này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Đến khi đó, trung tâm thể dục sẽ là của mọi người. Nếu như ba từ bỏ quyền sở hữu trung tâm thể dục, có phải trung tâm thể dục sẽ giải tán không? Lý Dân Trúc, chị có ý gì vậy? Sao chị cứ muốn Cuồng Hổ giải tán vậy? Chị đã quản các em rất lâu rồi, lẽ nào muốn chị quản các em cả đời sao? Hơn nữa các em không có bản lĩnh lấy được giải vàng thi đấu. Dân Trúc, nói ít thôi. Con đi ngủ đây. Có bản hợp đồng này rồi, có lẽ mình có thể thuyết phục được Hứa Nặc không giải tán Cuồng Hổ. Vậy cứ làm theo tôi nói. Anh Hứa, có người ngoài giới đồn rằng sau khi góp cổ phiếu Hòa Ca còn tiếp tục mua cổ phần, đồng thời đề ra một loạt phương án kinh doanh. Xin hỏi có đúng không? Trong lời đồn đằng sau anh có cao nhân Phú Quân chỉ điểm. Xin hỏi anh có ý đồ gì với tập đoàn Hòa Ca? Có người nói anh lấy thân vật cổ đông ép cung Ngô Đông Đức, muốn anh lấy nhiều vị trí CEO cho anh. Tất cả đều án đều nhằm vào điểm yếu kinh doanh của giám đốc Ngô làm lớn chuyện. Nếu như tình thế đã rõ như vậy rồi, vậy thì nói với Ngô Đông Đức chuẩn bị tiếp chiêu đi. Xin hỏi anh đang tuyên chiến với Ngô Đông Đức sao? Đúng các bạn, tôi là luật sư của anh Hứa. Anh Hứa ngoài ở buổi họp báo của riêng mình ra, không dự bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Làm ơn xin tránh ra đi. Anh Hứa, anh trả lời một chút nữa đi. Anh Hứa, trả lời câu hỏi của chúng tôi đi. Đừng chụp nữa. Anh Hứa, anh trả lời một chút đi. Tránh ra hết đi. Đi với tôi. Phim được thuyết minh bởi Mango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Mau ôm chặt. Báo cảnh sát. Được.
Dậy đi. Nằm im. Chào anh Hứa. Tôi vẫn là Khả Tư Nghị trong Không Thể Nghi Ngờ. Chúng ta lần trước gặp ở câu lạc bộ Cuồng Hổ. Đây là lần thứ hai tôi cứu anh rồi. Nói như thế nào cũng xem như là ân nhân cứu mạng của anh. Những lời này phải nói khi đang đè trên người tôi đúng không? Khả Tư Nghị đúng không? Chính vì lần trước bị thương tôi không đưa cô đi viện, cô còn mắng tôi. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Không phải đâu sếp Hứa. Tôi nghe nói anh muốn giải tán Cuồng Hổ. Tôi muốn nói với anh là tuy Cuồng Hổ ký hợp đồng nguyên tặng với tổng giám đốc cũ, nhưng họ sẽ không chiếm trung tâm thể dục đâu. Vậy nên anh có thể yên tâm. Vậy anh có thể đừng giải tán Cuồng Hổ không? Cô nói gì? Tôi chưa từng nói với bên ngoài tôi muốn giải tán Cuồng Hổ. Tại sao cô biết? Tôi là fan trung thành của Cuồng Hổ. Đương nhiên tôi sẽ tìm hiểu mọi tin tức về Cuồng Hổ. Bộ fan lại biết tin tức của Hòa Ca chúng tôi chưa công bố với bên ngoài. Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn làm gì? Anh đừng có sát vào tôi như vậy. Anh nhất định phải như vậy sao? Tôi nói anh nghe, tôi thực chiến đai đỏ đấy. Anh lấy quán báo ơn, anh sẽ bị đen đuổi. Lâu lắm chưa tới rồi. Nhớ lúc trước ông già dẫn tôi đến đây đánh quyền. Sếp Ngô, nhiều năm như vậy cậu không tới, lần này tới là có việc gì không? Chú Lý, mấy năm nay tất cả những gì chú làm vì Cuồng Hổ tôi vô cùng cảm kích. Khi ba tôi còn sống từng nói với Cuồng Hổ là nơi ông ấy thấy thoải mái nhất. Vì giữ chú còn ký hợp đồng 15 năm, bây giờ cũng là lúc tới hạn rồi. Tôi mang hợp đồng tới rồi, sẽ trả lại các cậu. Vậy thì đúng rồi. Con về rồi. Sao vậy? Làm sao vậy? Huấn luyện viên trả cung thể thao cho người ta rồi. Ba à, sao lại từ bỏ quyền tài sản chứ? Đây là quân bài cuối cùng ở Cuồng Hổ của ba. Chúng ta không thể lợi dụng lời hứa của người khác với chúng ta rồi cứ lấn tới. Năm đó lúc ba bị thương, chủ tịch chăm sóc cho ba, giúp ba lập đội dạy quyền, còn nói chỉ cần không từ bỏ giật thì ông ấy sẽ lo cho ba cả đời. Ba đồng ý với ông ấy sẽ dẫn dắt đội giành được quán quân. Bây giờ Cuồng Hổ ngày càng kém đi, ba còn mặt mũi nào giữ cung thể thao của người ta? Nhưng chúng ta không phải vì muốn cung thể thao mà là muốn bảo vệ Cuồng Hổ. Hôm nay thật sự nguy hiểm. Cậu lại ở trước công chúng bị mọi người chặn lại, còn bị người lạ kéo đi.
Cứ như vậy tiếp, senpai mời dễ sĩ. Không cần, chưa bắt đầu cuộc chiến đã như vậy rồi. Một khi còn bắt đầu sẽ bị người ta chèn ép. Vẫn do Hứa Nặc cậu to gan, làm việc gì cũng là công việc hàng đầu. Vẫn còn chưa vào Hoàng Ca, công việc của một tháng tới đã sắp xếp xong cả rồi. Quấn luyện viên của Cuồng Hổ từ bỏ quyền giành tài sản ở cung thể thao. Không phải cậu còn định ra tay với cả đội giật nữ sao? Huống hồ Lý Dân Trúc của Cuồng Hổ đã vào một trận chung kết của thi vật tự do quốc tế Đông Phương Tinh Quy. Một khi giành giải nhất, không chỉ có giá trị thương mại cao, còn có thể nâng cao độ nổi tiếng quốc tế của Hoàng Ca. So với giá trị của cô ấy, giá trị của khu thể thao thu hút tôi hơn. Khu thể thao? Nhìn thấy chưa? Mặc dù ở ngoại ô, nhưng khu vực này vừa được duyệt thành khu phát triển mới. Giá khu vực bên cạnh tăng lên, các bên khai thác tranh nhau liên tục. Nếu như tháo gỡ khu thể thao, sửa thành trung tâm thương mại loại lớn, 5 năm sau, khu vực đó sẽ trở thành nơi có giá trị. Hứa Nặc thực sự rất đáng ghét. Tôi cứu anh ta 2 lần, anh ta lại nói tôi gây rối anh ta. Anh ta sẽ kiện tôi. Khu thể thao phải trả cho người ta. Tổng tài bá đạo, cậu cũng đắc tội rồi. Cuồng Hổ hết rồi. Anh Chi Kiều, rốt cuộc bây giờ chúng ta làm gì mới có thể khiến cho Hứa Nặc không động vào Cuồng Hổ? Đúng vậy, chúng ta phải mau chóng tìm cách giải quyết vấn đề. Phải rồi, giờ này Hứa Nặc đang tuyển vệ sĩ. Nếu như chúng ta nghĩ cách tiếp cận Hứa Nặc, sẽ biết bước tiếp theo của anh ta là cái gì. Vivi, Lâm Văn, hay là các cô xin đi. Tôi có thể ăn chứ tôi không làm bảo vệ được. Tôi có thể, nhưng mà phải xin nghỉ ở bên du lịch nhiều ngày. Giờ thời gian thì không cho phép. Tôi đi làm bảo vệ. Đến lúc đó không được. Mặc dù cậu hiểu lý thuyết, nhưng mà không có kinh nghiệm thực chiến, quá nguy hiểm. Hơn nữa, cậu cảm xúc quá phong phú. Cậu thuộc kiểu động là khóc. Cậu dặm phải mấy con kiến trên đường đã hận không thể chôn cất nó rồi. Cậu làm bảo vệ không được đâu. Đúng là không được, không được đi. Vậy phải làm sao chứ? Ba à, con chưa từng nghĩ Cuồng Hổ là trách nhiệm của con. Nó là ước mơ của con. Dạo này Hứa Nặc đang tuyển vệ sĩ. Nếu như chúng ta nghĩ cách tiếp cận Hứa Nặc, sẽ biết bước tiếp theo anh ta làm cái gì. Nếu có người tiếp cận được Hứa Nặc, biết được dự định của anh ta, cách duy nhất bây giờ là làm vệ sĩ cho anh ta. Hôm nay nước đậu nhạt quá, không có mùi vị gì, không ngon. Hôm qua cho đường ngon hơn. Cậu xem suốt ngày ăn đồ ngọt không tốt cho sức khỏe. Mình có không khỏe, bây giờ mình rất tốt. Cậu không uống nước ngọt thì cậu thêm nước đường vào. Được rồi, tôi có 2 cái này. Khả Tư Nghị, mình nói với cậu, nếu không phải mỗi ngày cậu chuẩn bị cho bọn mình đồ ăn phong phú như vậy, mình sớm đã rời khỏi Cuồng Hổ à. Đã yêu lâu rồi. Cậu bớt đi. Được rồi,
Mình có việc muốn nói với các cậu đây. Nhưng mà chuyện này phải giữ bí mật cho mình. Không được nói với ba mình, cũng không được nói với anh Chí Kiều. Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Mình chuẩn bị đi thi tuyển làm vệ sĩ cho Hứa Nặc, sau đó tính kế lâu dài. Đi bao lâu? Không thực tập, không đi làm nữa sao? Tham gia làm tình nguyện ở phòng thí nghiệm tâm lý, cậu cũng không đi à? Cậu mặc kệ bệnh nhân đi cùng mà. Giấy thực tập làm dễ thôi, thời gian ở phòng thí nghiệm mình có thể điều chỉnh. Lẽ nào tới chỗ Hứa Nặc làm việc không phải đi làm sao? Cũng phải, nhưng mà Chí Kiều nói bây giờ bên cạnh Hứa Nặc rất nguy hiểm. Cậu nhiều năm chưa luyện rồi, vừa đánh là bị lộ ngay. Tới lúc đó phải làm sao? Cậu có cách tốt hơn không? Không có. Từ hôm nay trở đi, các cậu cùng mình tập luyện. Đừng quên ba mình nói thế nào. Cho dù ngã xuống cũng đừng ra quyền. Nào, khẩu hiệu của cuồng hổ chúng ta là không sợ gì cả, bạn mãi không từ bỏ, quyết đánh tới cùng, vượt qua chính mình. Yeah, ăn thôi. Xem đi, rồi chọn người. Tôi xin cậu đấy, cậu chọn một người thích hợp đi mà. Tôi nhất định phải tuyển vệ sĩ sao? Tôi thấy cậu đang lo cho sự an toàn của mình thì đúng hơn. Đúng vậy, ngày ngày bên cậu, tôi sợ bị trúng đạn lạc, bị thương. Trong 3 phút ai có thể chứng minh với tôi khi xảy ra nguy hiểm? Có thể bảo vệ tính mạng cho tôi. Cẩn thận. Tôi nhận thua, chỉ là diễn tập thôi mà. Buông ra đi. Hai phút rưỡi. Cô đến ứng tuyển làm vệ sĩ. Vậy cô có biết vệ sĩ làm gì không? Cô có biết hiện giờ tôi đang gặp nguy hiểm gì không? Tôi biết chứ, vậy nên tôi mới đến ứng tuyển. Không ngờ đúng lúc anh gặp nguy hiểm. Tôi không cần phụ nữ bảo vệ. Nhưng mấy ngày nay tôi bảo vệ anh 3 lần rồi. Anh không thấy số trời đã định anh cần tôi bảo vệ sao? Tôi đột nhiên có trách nhiệm cảm giác rất cao với anh đấy. Sếp Hứa, cậu phải tôn trọng luật chơi. Cô ấy đã chứng minh trong vòng 3 phút có thể cứu mạng cậu. Nếu không phải cậu bày ra trò này, tôi có gặp nguy hiểm không? Thời gian thử việc 1 tháng, trong thời gian này không được có bất cứ tiếp xúc cơ thể thân mật nào với tôi, không được thăm dò đời tư của tôi, không phải thời gian làm việc không được quấy rầy tôi, điện thoại phải mở 24/24, không được mất liên lạc, gọi là phải đến, nếu được thì ngày mai bắt đầu đi làm. Ngày kia được không? Ngày mai tôi có việc. Không thành vấn đề. Được. Cậu tuyển vệ sĩ hay tôi tuyển vệ sĩ? Cậu hay tôi mà chẳng phải vậy. Ừ.
Về sau không đến điện não đồ trị liệu tâm lý nữa sao? Đúng vậy bác sĩ Tần, tôi vẫn không cảm nhận được buồn vui, cũng không biểu hiện được cảm xúc. Phương pháp trị liệu này không có tác dụng với tôi. Hôm nay sau khi làm xong tôi sẽ không tiếp tục nữa. Xin lỗi, thời gian điều trị 6 tháng vẫn không thể giúp cậu cảm nhận được cảm xúc của mình. Không có bất cứ hiệu quả trị liệu nào với chứng mất cảm xúc của cậu. Cảm ơn bác sĩ Tần và còn cả tình nguyện viên tâm lý đã giúp đỡ tôi. Xin hỏi tôi có thể trực tiếp cảm ơn cô ấy không? Không được. Chúng tôi đã ký thỏa thuận bảo mật, không để hai người thấy hình dáng của nhau. Giọng nói cũng là để được xử lý, là để không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người. Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi muốn biết tại sao quái lại là đối tượng trị liệu chứng mất cảm xúc của tôi. Bởi vì quái rất nhạy bén với tình cảm. Bệnh nhân của chúng tôi dự định từ bỏ điều trị. Từ bỏ? Tại sao lại từ bỏ điều trị? Bệnh nhân vẫn không thể cảm nhận được buồn vui giận hờn của mình. Căn bệnh này có thể cậu ấy không bao giờ chữa khỏi được. Thật đáng tiếc. Không thể như chúng ta. Muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Hoàn toàn mất mối liên kết với cảm xúc của mình. Sao lại có người đáng thương như vậy? Thời gian này cô cũng vất vả rồi. Sau này không cần đến nữa. Hôm nay là lần điều trị cuối cùng. Lần trước anh hỏi tôi nụ cười như thế nào là nụ cười khi vui. Tôi nghĩ chính là kiểu khóe miệng cong lên một cách tự nhiên, môi chu ra bật thành tiếng cười như thế này. Nào, bây giờ anh nhắm mắt lại, tưởng tượng những hình ảnh tôi vừa nói đến. Vậy còn giận à? Nếu người khác làm anh giận, anh lại không thể biểu đạt được, thì có thể thử đập bàn một cái, hoặc là đấm vào tường. Anh phải cho người khác biết cảm xúc của mình. Như vậy người khác mới không gì nhìn ra cảm xúc của anh, sự tùy tiện với anh. Nếu muốn bi thương thì sao? Phải biểu đạt như thế nào? Hôm đám tang mẹ tôi không sao khóc được. Rõ ràng tôi là người nhìn thấy kiến chuyển nhà cũng rơi nước mắt. Họ hàng đều nói tôi là một đứa trẻ lạnh lùng, mẹ qua đời cũng không khóc. Chỉ có bản thân tôi biết, tôi có nỗi bi thương còn đau hơn cả nước mắt. Vậy nên tôi không khóc. Cách biểu đạt bi thương của tôi là dùng cách mẹ tôi ôm tôi, ôm lấy bản thân mình. Học theo tôi đi. Mau tắt máy, thiết bị hiển thị chế độ khác thường. Anh không sao chứ? Hình như thiết bị có sự cố. Anh không sao chứ? Hình như thiết bị có sự cố. Anh có sợ không? Sợ à? Tôi không cảm nhận được sợ hãi. Tôi chỉ cảm thấy đau. Nên tôi không biết rốt cuộc tôi có sợ hay không. Xin lỗi, tôi vẫn không giúp được anh. Bác sĩ nói năng lực đồng cảm của tôi là 100 điểm, nhưng anh chỉ có 0 điểm. Nếu được, tôi hy vọng có thể chia cho anh 50 điểm. Cảm ơn. Cứ đặt, tôi đi lái xe. Anh phải cố lên. Cảm xúc không phải chỉ có đau khổ, mà còn có hạnh phúc và niềm vui. Tôi đi đây.
Sao vậy? Lên xe đi. Hình như tôi đập vào cái gì đó. Đập vào cái gì?